Cool, năng lượng tích cực, khơi dậy nội lực. Minh Phương là một tiền vệ thiên về tấn công. Đó là điều mà Hoàng Anh Gia Lai cần phải có vào trên sân vào lúc này. Văn Thành. Sức ép liên tục được cầu thủ Hoàng Gia Lai tạo ra. Đó là bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2. Rất đẹp mắt và cũng rất bất ngờ. Bóng đã nằm gọn trong tay Huỳnh Tuấn Linh. Xuân Trường. Đây là Brandao. Phía trên đang có Bruno và Văn Toàn. Phá qua người của Washington Brandao. Vẫn là tiền đạo người Brazil. Đã có lỗi. Và phạm lỗi của Đỗ Hùng Dũng. Quả phạt cho Hoàng Anh Gia Lai ngay sát vòng cấm địa. Và đây cũng có thể coi là một cơ hội rất tốt dành cho đội khách. Một tình huống mà các cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai rất cần chắc chiêu. Bởi vì cách biệt không phải là một bàn mà là hai bàn. Họ cần phải cố gắng, đội khách cần phải cố gắng có được bàn rút ngắn tỷ số trước khi nghĩ tới có thể tạo nên một cuộc lội ngược dòng trong trận đấu này. Như vậy là Trần Minh Vương chuẩn bị được huấn luyện viên kia thì sắc tung vào sân. Nhiều khả năng một trong hai tiền vệ trung tâm Tuấn Anh hoặc Xuân Trường sẽ được cho ra nghỉ. Minh Vương là một tiền vệ thiên về tấn công. Đó là điều mà Hoàng Anh Gia Lai cần phải có vào trên sân vào lúc này. Văn Thành. Sức ép liên tục được cầu thủ Hoàng Gia Lai tạo ra. Đó là bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2. Rất đẹp mắt và cũng rất bất ngờ. Những pha treo bóng bổng cuối cùng cũng đã phát huy được tác dụng, và đó là pha lập công của tân binh Bruno Henrique. Bàn thắng đầu tiên của Bruno Henrique cho câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai. Trận đấu quá hay. Hiệp 2 bùng nổ với liên tiếp những bàn thắng chỉ được ghi trong vòng khoảng 10 phút. 3 bàn thắng đã được ghi, 2 cho câu lạc bộ Hà Nội và bàn gỡ này cho Hoàng Gia Lai để nối lại những hy vọng. Văn Toàn là người kiến tạo trong pha lập công của Bruno Henrique. Một quả tạt bóng với điểm đến là cái đầu của tiền đạo người Brazil. Và sau đó là một cú lắc đầu rất gọn gàng. Bùi Tấn Trường cũng chỉ còn biết đứng nhìn ở pha bóng này. Một tình huống phối hợp có thể nói là hoàn hảo. Liệu chúng ta có được chứng kiến một màn rượt đuổi tỷ số trên sân hàng đẫy hay không? Khoảng cách lúc này chỉ còn một bàn thôi. Bàn thắng vừa rồi là rất quan trọng. Nó quan trọng với Hoàng Anh Gia Lai và quan trọng với cuộc đua cho chức vô địch. Nếu cách biệt là hai bàn thì sẽ rất khó. Nhưng bây giờ khoảng cách là rất mong manh. Mọi thứ đều có thể xảy ra trong quãng thời gian khoảng 30 phút còn lại của trận đấu này. Một hiệp đấu thứ hai bùng nổ mà rất nhiều người hâm mộ đã chờ đợi và cuối cùng đã được chứng kiến sau khi hiệp đấu đầu tiên mà cả câu lạc bộ Hà Nội và Hoàng Anh Gia Lai đều đã thi đấu tương đối toàn tính.